Chiều ngày 27 tháng 6, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh An Giang phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện An Phú thăm và tặng quà gia đình cán bộ đoàn là người dân tộc Chăm trên địa bàn huyện nhân dịp Tết Raya Haji. Tại nơi đến thăm, đồng chí Đỗ Minh Sang, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh An Giang cùng các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi đời sống, sức khỏe của gia đình đồng chí Y Gia Pha, tổng phụ trách đội trường Trung học cơ sở Đa Phước, đồng thời tặng quà và kính chúc đồng chí cùng gia đình thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui và đón Tết Raya Haji luôn vui tươi, an lành và hạnh phúc. Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh An Giang cũng mong muốn đồng chí Y Gia Pha tiếp tục phát huy tài năng, tâm huyết, cống hiến sức trẻ nhiều hơn nữa trong công tác đoàn, hội, đội của huyện An Phú nói riêng và tỉnh An Giang nói chung trong thời gian tới.